Bài 27. In danh sách lớp em. Bài thứ 27 này chúng ta sẽ làm 3 bài. Bài đầu tiên, bài số 1, ở sách giáo khoa trang 75, kiểm tra rang tính trước khi in. Bài này nếu ở trên lớp, chúng ta sẽ mở bài bảng điểm lớp em, đã lưu ở bài thực hành số 6. Do các em làm ở nhà nên các em chịu khó gõ lại bài thực hành số 6. Dưới đây là hình của bảng điểm lớp 7A. Nếu đúng theo yêu cầu của sách giáo khoa thì em phải gõ hết toàn bộ bảng điểm của các thành viên trong lớp của mình. Nhưng mà do rất là dài nên em có thể chỉ gõ 12 người như hình ở bên dưới. Sau khi gõ xong bảng điểm trên, em thực hiện các yêu cầu sau. A. Sử dụng lệnh bay layout trên giải lệnh view để xem trang tính trước khi in. Quan sát sự thay đổi của màn hình và các đối tượng trên màn hình. Sử dụng các thanh cuộn để lần lượt xem các trang in. Kéo thả con trượt ở góc phải màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ các trang in và kiểm tra tổng thể các trang in. B. Sử dụng lệnh bay quét review để xem các dấu ngắt trang. C. Ghi nhận lại các điểm chưa hợp lý về ngắt trang và liệt kê các hướng khắc phục những điểm chưa hợp lý đó. Các lệnh được sử dụng trong câu này nằm ở phần 1 của bài 7. Nếu em đã quên thì em có thể mở lại bài số 7 để xem. Tiếp theo, bài số 2, sách giáo khoa trang 75, đặt đề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang. Trong bài này em vẫn tiếp tục sử dụng bảng tính bảng điểm lớp em mà em đang làm ở bài số 1. Câu A. Em mở giải lệnh bay layout và nháy chuột vào nút mũi tên phía dưới bên phải nhóm bay setup để mở hộp thoại bay setup. Trên trang margin của hộp thoại, quan sát và ghi nhận các thông số ngầm định trong các ô top, bottom, left, right. Sau đó thay đổi các thông số này. Nháy chuột chọn OK sau mỗi lần thay đổi thông số để thấy tác dụng trên trang in. Cuối cùng đặt các thông số này tương ứng là 1,5, 1,5, 2 và 2. Câu này nằm ở phần 3 của bài số 7. Nếu em đã quên thì mở bài số 7 và xem lại phần số 3. Vẫn tiếp tục là câu A. Có hai lựa chọn khác ở phần dưới trang margin của hộp thoại Page Setup như hình 1.84. Đánh dấu vào các ô này có tác dụng canh giữa nội dung trên trang in. Đánh dấu một hoặc cả hai tùy chọn và quan sát kết quả nhận được. Ở đây em sẽ có là canh giữa theo chiều ngang và canh giữa theo chiều dọc. Ở phần này em cứ thoải mái đánh dấu các tùy chọn này. Đây là luyện tập thao tác, nên chỉ cần em nhìn và quan sát các thao tác này, không có đúng hoặc sai ở đây. Câu B. Quan sát và ghi nhận thiết đặt ngầm định trang đứng trên trang bay của hộp thoại bay setup. Đánh dấu chọn vào ô landscape trang nằm ngang và quan sát sự thay đổi về cách hiển thị trang in. Cuối cùng đặt lại hướng giấy đứng. Câu C. Kiểm tra lại các trang bằng chế độ hiển thị bay quét review. Kéo thả chuột để điều chỉnh lại các dấu ngắt trang, sao cho các cột được in hết trên một trang. Mỗi trang in khoảng 28 hàng. Thì nếu mà em gõ 12 hàng thôi thì em ngắt trang khoảng 12 hàng là được. Câu D. Thoát khỏi chế độ hiển thị bay quét review và lưu lại bảng tính. Các thao tác này nằm ở phần 1 và 3 của bài 7. Em có thể xem lại. Bài cuối cùng của bài thực hành 7, bài 3, sách giáo khoa trang 77. Định dạng và trình bày trang tính. Để yêu cầu em mở bảng tính sở theo dõi thể lực đã được điều chỉnh các cột và hàng và được lưu trong bài thực hành 5. Do mình không có bài thực hành 5 ở nhà nên ở trang sau cô sẽ cho em xem mẫu của bài sở theo dõi thể lực, em cứ gõ theo là được. Sau khi gõ xong, em thực hiện cái thao tác sau. A. Thực hiện định dạng cần thiết để có trang tính tương tự như hình 1.86 là hình ở trang sau. Cô sẽ đưa sau. Em lưu ý, em đã học bài số 6 rồi nên em cần phải sử dụng các lệnh gộp ô và canh giữa, canh trái, phải cho nội dung trong các ô đó. Sau đây là hình 1.86. Đây là hình của bảng tính sổ theo dõi thể lực. Ở đây có 2 cột thêm vào địa chỉ và số điện thoại. Em gõ họ tên thì sẽ theo họ tên của các bạn trong lớp mình. Những cột còn lại địa chỉ, điện thoại, ngày sinh, chiều cao, cân nặng. Nếu em biết em có thể gõ theo dữ liệu của bạn mình. Nếu em không biết em có thể gõ đại. Đối với ngày sinh, chiều cao, cân nặng, dữ liệu đã có sẵn trên hình rồi, nên nếu không biết em cứ gõ y như hình. Ngày sinh em chỉ cần sửa lại năm sinh là được. Sau khi gõ xong bảng trên, em sẽ thực hiện các yêu cầu sau đây. Dữ liệu ở hàng tiêu đề là hàng số 3 được căn giữa với kiểu chữ đậm và cỡ chữ to hơn. Dữ liệu trong các cột sổ thứ tự, chiều cao, cân nặng được căn giữa. Trong các cột họ và tên, điện thoại căn lề trái, ngày sinh căn lề phải. Dữ liệu số trong cột chiều cao được định dạng với 2 chữ số thập phân. Các hàng được tô màu nền để dễ phân biệt và tra cứu, đó là tô màu nền giống như hình phía trước. Câu B. Xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang nằm ngang để in hết các nội dung trên một trang. Thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang. Câu C. Lưu bản tính và thực hiện lệnh in. Câu B và C này nằm toàn bộ ở bài số 7. Em có thể mở bài số 7 lại xem. Về việc thực hiện lệnh in, nếu ở nhà không có máy in, em cứ bấm nút in và nó sẽ thực hiện thao tác lưu lại cái trang in đó như một hình. Vậy là đã xong 3 bài của bài thực hành 7. Em cố gắng làm cả 3 bài để luyện thao tác thành thục cho bài số 7 này. Dạng giờ chép bài, học bài số 7, làm bài tập trên web trường. Còn bài chép cô cũng sẽ để trên web trường cùng với bài tập luôn.